Xin chào các bạn. Trong bài học số 5 này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về quãng nhạc. Ở bài số 4, chúng ta đã định nghĩa và phân loại quãng nhạc theo hình thức. Ở đây, chúng ta phân loại theo tính chất. Cụ thể là ngoài tên gọi bằng số thì các quãng nhạc còn có tính chất như đúng, trưởng, thứ, tăng hay là giảm. Tùy theo số nửa cung được thêm hoặc bớt trong cùng một quãng nhạc, theo công thức. Quãng trưởng sẽ bằng quãng thứ cộng thêm nửa cung. Ngược lại, những quãng thứ bằng quãng trưởng trừ đi nửa cung. Quãng tăng bằng quãng trưởng hoặc quãng đúng thêm nửa cung. Những quãng giảm bằng quãng thứ hoặc quãng đúng bớt nửa cung. Cũng theo tính chất, người ta chia quãng nhạc thành những quãng cơ bản, quãng thuận hay quãng nghịch. Quãng cơ bản là những quãng nhạc được tạo thành bởi các âm cơ bản không chuyển hóa, tức là chưa thêm bớt của cùng một thang âm. Thang âm đôi trường chẳng hạn có 14 quãng cơ bản được quy định. Quãng 1 đúng, quãng 8 đúng, quãng 2, quãng 3, quãng 6, quãng 7 là những quãng trưởng hoặc thứ. Riêng quãng 4 và quãng 5 được gọi là quãng đúng, với số cung được ghi ở đây. Về quãng thuận là các quãng âm thanh kết hợp với nhau cách hài hòa, tạo cảm giác êm dịu, thoải mái, mềm mại, ngơi nghỉ. Đó là các quãng như đồng âm, quãng nhất, quãng 3, quãng 4, 5, 6. Còn quãng nghịch là các quãng âm thanh kết hợp với nhau không hài hòa, tạo cảm giác nghe khô khan, cứng cỏi, chói tai, gay gắt, thậm chí là kích động. Đó là các quãng 2 trưởng và thứ, quãng 7 trưởng và thứ, cũng như các quãng tăng và giảm. Đó là vấn đề nhạc lý của bài học hôm nay. Bây giờ mời các bạn sang phần thứ hai, xướng âm thực hành. Các bài xướng âm hôm nay, chúng ta tiếp tục xướng âm ở giọng đô trưởng, nhịp 2-4 với những tiết tấu đã quen. Đặc biệt, chúng ta tiếp tục luyện đọc các quãng nhạc. Đoạn nhạc đầu tiên này là bài tập luyện quãng 6. Sòn, mí, phà, rế, mì, đô, rề, si, đồ, la. Mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2 vào. Đô, rê, mi, đô, si, la, son, mi, đô, la. Fa, son, la, đô, si, la, son, đô, rê, fa. Fa, mi, rê, si, la, son, đô, la, la, son. Son, son, mi, fa, fa, rê, mi. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2 vào. Do re mi do si la son mi do la. Fa son la do si la son do re fa. Fa mi re si la son do la la son. Son son mi fa fa re mi mi do re re si la si do. Bây giờ mời các bạn xướng âm chung với tiếng đàn. 1, 2 vào. Thank you.
đoàn nhạc xướng âm thực hành thứ hai này, chúng ta luyện đọc quãng 7, rề, đố, mì, rế, xí, đồ, lá, xỉ. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Đồ, rề, son, son, mì, rề, đố, la, son. Mì, son, đố, la, son, mì, rê, đố, la. La, si, đố, la, si, đố, son, mì, rê. Đố, rê, mì, son, la, si, rê, mì, son. Đố, rê, mì, son, la, si, rê, son, đố. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, vào. Đô, rê, son, son, mi, rê, đô, la, son. Mi, son, đô, la, son, mi, rê, đô, la. La, si, đô, la, si, đô, son, mi, rê. Đô, rê, mi, son, la, si, rê, mi, son. Đô, rê, mi, son, la, si, rê, son, đô. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, vào. Trong đoạn nhạc thứ ba này, chúng ta thực hành xướng âm quãng 8, đồ, đố, rề, rế, mì, mí, xì, xí. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Mì, mì, rề, đồ, đố, xì, la, son. Fa, fa, mì, rề, rế, đố, xì, la. Son, son, fa, mì, mì, rê, đô, rê. Rê, rê, mì, mì, đô, đô, la, son. Fa, mì, rê, rê, đô, xì, 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 đô, đô. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, vào. Mi, mi, rê, đô, đô, si, la, son. Fa, fa, mi, rê, rê, đô, si, la. Son, son, fa, mi, mi, rê, đô, rê. Rê, rê, mi, mi, đô, đô, la, son. Fa, mi, rê, rê, đô, si, 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 đô, đô. Bây giờ mời các bạn xướng âm chung với tiếng đàn. 1, 2, vào. Thank you.
Ở đoạn nhạc thứ tư này, chúng ta thực hành xướng âm các quãng tổng hợp từ quãng 2 tới quãng 8. Mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Son, do, re, mi, do, fa, do, son, la, re, mi, fa. Mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, vào. Son, do, re, mi, do, fa, do, son, la, re, mi, fa, re, si, do, son, mi, do, re, mi, mi, do, la, si. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, vào. Như vậy, bài học số 5 của chúng ta hôm nay về luyện các quãng đã xong. Mời các bạn tiếp tục dành thời gian ôn luyện để có thể tự xướng âm mà không cần dựa vào tiếng đàn hay tiếng hát mẫu. Chúc các bạn luyện tập thành công!